không sợ đối thủ bạn. Em nay Trường Giang cũng mặc một bộ đồ thể thao luôn, để mà có trò chơi được cần mà gọi là có số lượng 4 thì sẽ về đội bên đây luôn. Đó. Tôi nhớ cái số là Dương Bảo Lâm. Làm MC cũng rất là nhiều game. Đúng. Tư duy rất là kỹ. Đúng. Vô thua không. Thì ngày hôm nay trò chơi đầu tiên ai cũng đã từng chơi một lần. Chơi U. Hơi dài có lợi nha. Chơi U có nghĩa là mình U trong cái miệng U, và sau đó mình đụng đối phương. Nếu như mình đụng được ai mà mình chạy về phần đất của mình thì người đó sẽ bị bắt. Còn nếu như mình ở bên đây mà người ta bắt được mình mà mình hết U, trong thời gian chứng tiếng U là cái thời gian nhất định để mình thực hiện trò chơi. Trời ơi. Ủa bạn bắt buộc phải đụng hả bạn? Chứ tôi muốn là U. Chứ tôi muốn là U. Tôi có chạy được không? U đâu rồi anh? Ca sĩ có lợi mình á. Làm sao anh qua lợi đội á. Bên đội đó làm sao mình em chị vô hát cái lương mà không phải ý là bên nó bự hơn. Ủa? Mình đụng một cái hả chứ đây giật lại đụng lại là nổi chạy em luôn. Thấy em lợi thế chưa? Em thấy chưa? Vậy em hay một lần hai rồi. Trời ơi, ủa trò một này của nhà em mở ra chơi hả? Một lần một người thôi, chúng ta sẽ chơi ba lượt. Mà lượt đầu tiên ví dụ như Vinh qua Vinh U mà Vinh đụng hết bốn người Vinh chạy về là coi như là thua rồi đó. Trời ơi, đó thua đó. Đây là trò chơi rất cần sức mạnh nha mọi người. Bởi vậy cần sức mạnh ở đây đâu nha. Bốn người mà phải đụng quan trọng là anh có giữ được cái hơi chứ U không để anh chạy về không. Đúng rồi, em biết cách rồi, em biết cách rồi. Em biết cách với anh rồi. Bắt đầu. Ở đây. Rồi, ai bên đó dắt U qua đây. Di chuyển đi mọi người. Ờ, di chuyển. Ê. Mình được đứng trong đây nè. Thoải mái. Mình được đứng trong đây hả? Cái mức đó là cái mức để người ta nhốt người bị bắt. Rồi, thua. Nhốt người bị bắt. Rồi, thua. Là sao chưa hiểu? Em sao em U? Em phải U. U từ đây U qua. Mà em chưa chơi mà. Chưa bắt đầu mà. Đâu, chưa bắt đầu. Bắt đầu từ nãy giờ rồi. Quý quá. Ôi da. Đẻ ra. Bắt. Nhốt. Con cực. Con cực. Lực dễ lắm, chỉ cần chọc ngọc cười là thua. Trời của mình à. Tụi em phải thứ hai không? Tụi tụi em với chị đừng đứng lại thôi. Tụi tụi em với chị đừng đứng lại thôi. Tụi tụi em với chị đừng đứng lại thôi. Em chưa đi qua mà. Người ta có quyền qua, người ta đụng hả? Người ta có quyền rình rằng nha. Em ơi, bị đụng chưa, bị đụng chưa? Hai người đó qua đây. Quá rồi. Quá rồi, quá rồi. Em đừng trẻ. Em đừng trẻ. Anh đi về luôn đi. Không sợ đối thủ bạn. Trời ơi. Sáng này chơi cũng lại cái quá nó lại đi để đậu cho thằng tư. Ủa hình như cái chờ cái này mà cười là không chơi chơi được. Ai ơi cười kìa. Tôi đứng đây, tôi đứng đây tôi tiếp khách được không? Đúng rồi. Chưa hết rồi. Ủa sao anh ngủ vậy? Em đang ngủ
một trong người cứu. Đó bệnh thôi. Rồi đó, giờ cứu đi. Anh Lục quá. Tôi kể lại lịch sử đội chơi bên tôi. Một người nói là hiểu lực, không có u, giá cái thay qua. Thua. Một cô bé nói là rành luật, đang đứng bị ta đụng. Thua. Lượt đầu tiên đội màu hồng thắng xin chúc mừng. Em hiểu được chơi chưa? Hiểu rồi. Hiểu được chơi chưa? Hiểu rồi. Lượt thứ hai bắt đầu. Qua đây. Qua từng người nha. Đợi anh. Giữ góc lại. Qua từng người. Đây. Ôm chân lại. Giữ góc lại gặp hết thôi đi. Ông Vinh nè, người ta u là ta u nhỏ thôi, để nó nhiều thôi. Ông qua hết hơi liền, người ta là người ta u nhỏ để giữ hơi. Qua hết hơi. Còn ông này, ông chú đâu ơi, thằng này nó lẹ quá, đúng là dân đen sờ thiệt chứ. Qua kìa luôn, người ta chơi u chứ không chơi người ta chơi với quê đúng không? Ví dụ bây giờ nè, chú quy định là chơi u và qua o đóng được, o đóng được. Hả? Coi chờ, coi chân đừng có đứng cười, coi chờ đứng ngoài đó u em cái là xong á. Rồi bà Hạnh bắt chạy. Bắt ai? Quang Vinh bị bắt luôn. Qua tới đây mới ừ. Ủa vậy là thua nữa. Thua nữa. Người ta u lại đây. Từ đây bắt đầu. U không Vinh. Hồi nãy tôi biết vậy, tôi không thuyết phục người ấy qua tôi rồi. Anh ấy hối hận chưa? Anh nói em là sáng suốt. Bắn lưới à, quăng lưới chụp liền. Chụp là té. Quăng lưới liền, ảnh bay liền. Hại cái bộ nó chắc quá, chụp mày cặp giò đâu giống nhất liền. Tụi em là thắng luôn rồi. Thôi mình chơi bốn hiệp đi. Bốn hiệp. Mệt rồi, anh tháo giày ra luôn rồi kìa. Thôi bây giờ mình không tấn công nữa, mình phòng thủ đi. Không, mình tấn công. Tấn công em. Hai hiệp đã trôi qua, đội màu hồng toàn thắng. Bây giờ hai hiệp còn lại, đội màu xanh cố gắng gỡ. Rồi bắt đầu. Đứng gần gần coi chừng chết đó bé. Đúng rồi. Hai ơi, Hải ơi, còn bây giờ thì tụi mình. Thôi bây giờ chúng ta từ từ nè. Giờ còn mình thỏ nhỏ á, giờ mình có chiến thuật gì không? Hay là thôi, mấy anh chị bắt em luôn đi. Em gán ông em chạy, em cứu anh Vinh thôi. Em gán ông em chạy sao em cứu được tụi anh thôi là được. Đúng rồi. Nè, bây giờ phải ưu tiên cứu người thì đội mình mới mạnh được. Gán u đụng anh cái là được rồi. Trời ơi, làm sao mà đừng nhảy, đừng nhảy. Nhảy một hồi mất sức, u không nổi. Hãy chụp cái là được rồi. Trời ơi.
ơi, sao mà như chiếc giác hàng rào chạy đâu được mà. Hai ba bò luôn nè. Đủ người chứ. Đủ người chứ. Em còn uống không? Em còn uống không? Em hết rồi. Ba lượt toàn thắng luôn. Ủa sao em có gà chiến? Gà chiến bay. Bây giờ coi như là game đầu tiên là mình đã thua rồi, nhưng mình phải chơi lượt cuối cùng lấy lại danh dự chứ. Không, tôi nghĩ là mất luôn rồi chứ lấy không. Tại vì đội bên tôi là có ác chủ bài là Trương Thế Vinh mà tới giờ nó chưa hiểu luật nữa. Người ta là một là không. Ô trời, trời ơi, người ta là ca sĩ cao. Lấy cao dữ lắm. Cái chuyện thứ hai là người ta u đây không? U. Em thấy lần nào anh qua anh u anh cũng bơ bển luôn á. Quên. Anh mê ai bển đúng không? Anh mê hết nguyên vàng anh hốt về. Trời. Ông Hồng đủ giùm tôi đây. Ông má trong cười giữa chừng. Dạ. Chừng. Hết hồn đứa nào đụng u tôi nữa chứ. Lần thứ bắt đầu. Ô. Bắt đầu. Ô. Ô. Đừng gọi là kiến bu cũng được, không thôi chưa phải đem đối thợ đem đi vô đây em con tim về rồi á. Rồi bắt đầu. Mệt quá, tính qua mà mệt quá. Qua cứu đi nè. Qua định bỏ em lần nữa hả? Không coi chừng bị bắt, coi chừng lắm anh Hải. Gánh nặng tiếp tục đặt lên vai của người lớn tuổi nhất. Ôi Jimmer đó. Tập gym rồi dữ lắm. Hải với nhau nó ôm cái bụng không chạy được. Thôi cái bụng hết u liền. Qua đây tấn công đi. Qua đây. Về đội của tôi. Những người của gia đình chơi với nhau nè. Ủa sao bị cũ chặn lại vậy? Kệ. Hải với anh Ngọc quá. Ủa trời ơi, Ngân không có coi. Có người nè anh ơi. Cố lên.
quá. Ủa ai cứu ai? Ủa ai cứu ai? Em quá cứu rồi. Con cọp vàng. Ở ngay đây vô tới luôn á. Tim mơ đó. Cuối cùng anh Luật gánh tim mà. Luật cuối cùng tiến Luật gánh trên vai trọng trách nặng nề và hoàn thành xuất sắc. Tỷ số hiện tại là 4-1. Thấy vai tôi sệ không? Trò chơi đầu tiên đội màu hồng đã chiến thắng, xin chúc mừng. Yeah. Tuổi tác chỉ là một con số thôi. Đúng rồi. Kinh nghiệm mới là vĩnh cửu. Quá dữ dội. Quá dữ dội. Đừng thở, người ta biết mình mệt. À, mệt chứ. Ở đây có bà Ngân là bà chưa u được miếng nào luôn á. Em u được. Qua cái bà cừ. Tính ra bên này không có Lâm Vinh Hải là thua từ đầu phải không? Trời ơi, không có Lâm Vinh Hải thì cũng mẹ. Hải quá, Hải ơi. Ôm một cái là tép bẹp ra liền. Tiếp chân anh. Bây giờ mọi người nói á là không có Hải là mọi người thắng chắc đúng không? Đúng. Bây giờ Hải đứng một bên nè. Rồi xong. Xong. Mình chơi một đường duy nhất nè. Để coi đội mình có chiến thắng hay không nha. Để coi thử là không có Lâm Vinh Hải các bạn sẽ sống sót như thế nào. Bắt đầu. Ê Ngân, bà đã quà đó. Rồi trả lời, trả lời. Dạ. Rồi xong con bé. Ê, hai đứa. Hai đứa em. Chị định bế em đi đâu vậy? Có lẽ là Ngân ơi, nhớ cứu người anh. Nhớ cứu. Anh giữ em u, giác Ngân về. Ủa gì vậy? Sao hai người quay lại? Anh cấp anh trợ biết quen cái tao. Ai làm gì bà đâu? Dưới bào tôi. Không phải em bị trợ chân. Nhìn thấy tôi là em lật xe liền thấy chưa? Chưa có vậy. Phải thật nhớ là chưa có vậy. Ủa vậy phải. Cái đó chưa có tính. Chơi đi. Qua bển đi hai đứa cho mày chơi. Xong cái bực đó bắt đầu. Có Trần Gia Ngọc. Chụp này Ngọc. Chụp gió Ngọc. Rồi. Đúng là không có Lâm Vinh Hải cục diện khác liền. Gái đi. Cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu Lâm Vinh Hải thôi. Dù gì thì đội không vẫn thắng. Trò chơi đầu tiên. Bây giờ là trò chơi thứ hai.